miệt mài hiến tinh trùng trong suốt 16 năm, người đàn ông có sương sương khoảng 800 đứa con. Bằng việc có đến 800 đứa con, anh Simon Weston đến từ Luton, Bedfordshire của Anh đã được mệnh danh là người đàn ông sung mãn nhất hành tinh. Như vậy, bình quân mỗi tuần, người đàn ông này lại được làm bố một lần bằng việc hiến tinh trùng vô hạn cho các cặp đôi hiếm muộn trong suốt 16 năm qua. Tuy việc này mang lại hạnh phúc cho những người muốn có con, song nó lại đem đến không ít phiền phức cho cuộc sống cá nhân của anh Simon. Theo Elite Readers, anh Simon Weston đã trở thành bố của 800 đứa con trong 16 năm qua chỉ nhờ việc hiến tinh trùng cho các cặp đôi hiếm muộn. Simon thường xuyên kiếm khách hàng của mình thông qua mạng xã hội với giá rao bán là 50 bảng Anh trên một ống, tức khoảng 1,6 triệu đồng Việt Nam. Khách hàng của Simon đến từ nhiều nơi trên thế giới, bao gồm cả Tây Ban Nha hay Đài Loan. Anh ta thực hiện giao dịch mỗi tuần tại bãi đỗ xe hay bên trong khách sạn. Trong năm 2014, anh Simon đã giúp cho 3 phụ nữ mang thai chỉ trong vòng 8 giờ đồng hồ sau khi hiến tinh trùng. Điều này đã khiến anh suy nghĩ về việc giảm tốc độ sản xuất lại thành mỗi tuần một lần. Simon đã trải qua 2 cuộc hôn nhân và có 3 người con. Song Simon đến nay vẫn đam mê kiếm tiền bằng việc hiến tinh trùng. Tuy nhiên, người vợ thứ hai của anh cũng không chấp nhận được việc này nên đã ly hôn. Trước khi làm việc hiến tinh trùng, Simon từng quản lý doanh nghiệp gia đình về sản xuất hương liệu. Nhưng rồi anh cũng đã từ bỏ để tập trung chăm sóc bản thân cho công việc mới. Thế nhưng, việc hiến tinh trùng này của anh Simon được xem là làm chui và có thể gây ra những hậu quả nhất định. Cơ quan thụ tinh nhân tạo và phôi thai Anh thường sẽ kiểm soát một người đàn ông có thể hiến tinh trùng tối đa cho 10 người. Song bằng việc hiến tinh trùng một cách không chính thống, anh Simon đã làm gấp 80 lần so với quy định cho phép. Các nhà khoa học không phủ nhận việc có đến 800 người được sinh ra nhờ tinh trùng của anh Simon sẽ dẫn đến xác suất sau này những đứa con có quan hệ tình cảm với nhau. Dù là rất nhỏ, nhưng hoàn toàn có thể xảy ra tình cảnh oái âm đó. Hiện tại, anh Simon vẫn đang tiếp tục công việc hiến tinh trùng và chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Anh cho biết, việc làm của mình không chỉ đơn giản việc kiếm tiền mà còn muốn đem lại hạnh phúc cho nhiều người khác. Có một người đàn ông ở Mỹ cũng đam mê hiến tinh trùng, đến nỗi khi con trai phát hiện, ông đã hiến đến 500 lần. Theo The Mirror, anh GF, thành phố Portland, bang Oregon, nước Mỹ, đã được sinh ra nhờ tinh trùng hiến tặng. Điều đáng nói là trong một lần kiểm tra ADN, Z đã phát hiện một người học cùng trường là anh DM, lại là anh cùng cha khác mẹ của mình. Bất ngờ hơn nữa, sau đó, D cũng lại nhận thấy một người ở gần nhà mình cũng là đứa em gái cùng cha. Năm 2018, vì tò mò về người cha ruột, GF đã tìm hiểu về những thông tin liên quan và vài tháng sau, anh nhận thấy có khá nhiều người chung huyết thống với mình. Không lâu sau, Z đã tìm được tận 8 người là anh chị em cùng cha khác mẹ và không khỏi ngỡ ngàng vì sự thật bất ngờ này. Z bàng hoàng hơn khi phát hiện bố anh từng bán tinh trùng trong suốt 10 năm liền. Điều đó có nghĩa có thể ông đã thực hiện việc này hàng trăm lần. Thế nên, bản thân Z cũng không đoán nổi anh có bao nhiêu anh chị em cùng cha trên đời này. Chính vì hoàn cảnh trên, nên bản thân GF cũng có nhiều đắn đo mỗi lần muốn tìm kiếm bạn để hẹn hò trên mạng. Anh tâm sự, không biết tôi đã phải từ bỏ bao nhiêu mối tình trong đời khi nhận thấy họ chính là anh em ruột của mình. Mỗi khi lướt Tinder, tôi thực sự không biết có ai liên quan máu mủ với mình hay không. GF nỗ lực tìm kiếm những người anh em đang thất lạc của mình ở khắp mọi nơi. Anh cũng giữ mối quan hệ tốt đẹp, gần gũi với anh chị em ruột khi tìm được họ. Còn bạn, bạn có cảm nhận ra sao về điều này? Hãy cùng để lại bình luận chia sẻ nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!